con xin kính chào các thầy cô giáo và chào mừng các bậc cha mẹ học sinh đã đến với trường Trung học Phổ thông Trần Văn Lan ngày hôm nay. Con tên là Nguyễn Minh Khang. Con tên là Đoàn Lê Thanh. Và chúng con đến từ câu lạc bộ truyền thông của trường Trung học Phổ thông Trần Văn Lan. Trong cái lạnh của mùa đông khi Tết Nguyên đán gần kề, cũng là lúc kết thúc học kỳ 1 của năm học 2023-2024. Sau đây, chúng con xin kính mời các bậc phụ huynh sẽ cùng chúng con điểm lại các hoạt động đáng nhớ trong kỳ học vừa qua. Đến với trường Trung học Phổ thông Trần Văn Lan, chúng con đã thực sự bước vào một ngôi nhà mới thuộc về mình. Ngay từ những ngày đầu tiên của năm học, cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ đã được xóa tan bởi hai chuỗi hoạt động kết nối và về nguồn. Các hoạt động kết nối với các bạn trong lớp, với các anh chị trong trường và các thầy cô giáo khi chúng con cùng tìm hiểu về truyền thống của nhà trường, khi tự tay trang trí lớp học của mình với thật nhiều cây xanh và màu sắc, khi chúng con cùng tập văn nghệ và thể hiện cá tính riêng trong chương trình chào đón học sinh khối 10. Với chuỗi hoạt động về nguồn, chúng con đã có cả một hành trình từ đỉnh Tây, nghĩa trang xã Mỹ Trung, đền Trần Thủ Độ, đền Trần đến cả bảo tàng Nam Định. Được nghe các thầy cô giáo dạy lịch sử, địa lý kể những câu chuyện cảm động mà hào hùng về quê hương thành Nam, về những người anh hùng đã góp sức xây dựng và bảo vệ mảnh đất Nam Định thân yêu. Chúng trường đã điểm, năm học mới chính thức bắt đầu. Chúng con lại hào hức đến với những chuỗi hoạt động mới để học tập, trải nghiệm và rèn luyện các kỹ năng. Ở Trần Văn Lan, ngay cả giờ học của các môn tự nhiên cũng không hề khô khan và luôn tràn đầy năng lượng, tạo tâm lý hứng khởi cho chúng con tiếp nhận những kiến thức mới. Chúng con còn được tham gia các cuộc thi về kiến thức như rung chuông vàng, chiếc nón kỳ diệu, được thỏa sức sáng tạo, thiết kế các video và vẽ tranh chủ đề Trần Văn Lan trong trái tim em, thiết kế infographic phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Ở các câu lạc bộ, chúng con được rèn luyện thật nhiều kỹ năng cần thiết như cách thể hiện mình trong một tập thể, cách tạo ra một sản phẩm STEM, cách nấu mâm cơm gia đình và cách cảm nhận và cho đi yêu thương. Và một trong những sự kiện đáng nhớ của chúng con trong học kỳ này là hành trình trải nghiệm từ khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang Hải Phòng đến công viên Rồng Vàng Ninh. Dưới chân tượng đài các bậc danh vương, vua Ngô Quyền, vua Lê Đại Hành và đại vương Trần Hưng Đạo, bên sông Bạch Đằng hùng vĩ là những câu chuyện lịch sử sống động và hào hùng của dân tộc. Thời khắc ấy giúp chúng con nhận ra được sự kết nối sâu sắc giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tháng 11 đến, chúng con thực hiện phong trào thi đua học tốt, đạt nhiều điểm giỏi, thi viết những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, tham gia giàn dựng các tiết mục văn nghệ đặc sắc hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 với tất cả lòng biết ơn sâu sắc nhất. Ở Trần Văn Lan, chúng con còn được thử thách mình ở nhiều trải nghiệm trong nhiều không gian khác nhau. Lao động cải tạo vườn trường, trồng hoa tạo không gian xanh, sạch, đẹp, nấu và phát cơm tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nấu và phát cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định,
Trong tháng 11, chúng con có cơ hội cảm nhận và thấm thía hơn giá trị của sự sẻ chia, của tình yêu thương khi được tự tay gấp những bộ quần áo ấm, chuẩn bị những món quà ý nghĩa để gửi tới các em học sinh còn nhiều thiếu thốn tại trường dân tộc bán trú Phìn Hầu, Trạm Tấu ở Yên Bái. Hoạt động thể dục thể thao cũng được nhiều trường chú trọng. Trong học kỳ 1, chúng con đã được tham gia 2 giải bóng đá với 48 trận cầu đỉnh cao, thu hút sự quan tâm cổ vũ đông đảo của các bạn học sinh và các thầy cô giáo. Và các trận thi đấu kéo co hàng tuần cũng tạo nên một không khí thể thao đầy hứng khởi trong các giờ ra chơi giữa các tiết học đầy căng. Tháng 12 không chỉ là tháng của hoạt động sôi nổi mà còn là tháng của thành tích rực rỡ khi năm đại diện của câu lạc bộ truyền thông trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan tham gia cuộc thi học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tổ chức đã xuất sắc đạt giải 3 toàn đoàn và nhận được giấy khen của giám đốc sở. Thầy cô và bố mẹ thân mến, và có lẽ điều làm chúng con vui mừng háo hức hân hoan chào đón nhất là có được một thư viện mới. Bố mẹ hãy cùng chúng con đến thăm thư viện của trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan. Các bạn đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với thư viện của trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan. Chào con. Dạ, thưa cô, gần đây nhà trường đầu tư rất lớn vào cơ sở vật chất. Một tháng trước thì chúng con có một màn hình LED và ngày hôm nay thì chúng con có một cái thư viện rất to và đẹp. Vậy thì điều gì đã thôi thúc cô mang tới những cái điều rất là thú vị đến cho chúng con ạ? Trước hết là cô phải nói về sự quan tâm, sự đồng hành và hỗ trợ của rất nhiều những tấm lòng hảo tâm. Và trong đó thì có cả các bậc phụ huynh của nhà trường đã luôn luôn giúp đỡ cô và nhà trường để đem đến cho các con những cái điều kiện thuận lợi trong học tập và rèn luyện. Lý do thôi thúc cô tạo ra cho các con một phòng đọc sách đó là bởi vì từ chính những trải nghiệm và sự thấm thía của cô về giá trị của sách, cô nghĩ rằng là ngày nay thì các con có rất nhiều cách để tiếp cận các cái thông tin và tiếp thu các cái nguồn tri thức. Tuy nhiên thì sách vẫn là một người đồng hành rất là quan trọng trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Và cô mong muốn các con có được thói quen đọc sách, dù mỗi ngày chỉ một chút thôi, nhưng nó cũng giúp các con mở mang trí tuệ và bồi đắp tâm hồn. Vâng ạ, vậy thì cô có muốn nhắn nhủ gì tới các bạn học sinh không ạ? Đấy, điều mà cô muốn nhắn nhủ với các con chính là các con hãy cố gắng hình thành cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày. Dù là thời gian không nhiều, nhưng mà mỗi ngày vài ba phút, mỗi ngày vài chục phút, các con hãy chọn lấy cho mình mỗi ngày một vài trang sách, một cuốn sách mà các con cảm thấy thú vị. Và cứ như vậy dần dần thì nó sẽ hình thành cho các con thói quen tốt. Và sách sẽ đem đến cho các con không chỉ là nguồn tri thức, kiến thức mà còn giúp các con bồi đắp về tâm hồn và hình thành lối sống đẹp. Dạ, cảm ơn cô ạ. Của chào con. Xin chào, em hãy giới thiệu về mình. Chào chị, em tên là Trần Quang Tình, học sinh lớp 10A8. Học kỳ 1 của năm học 2023-2024 đã khép lại. Vậy em có cảm nhận như thế nào về kỳ học vừa qua tại trường mình? Sau khi kết thúc học kỳ 1 tại ngôi trường Trần Văn Lan, em cũng thể nhận thấy một điều rõ rệt rằng đó là những ngại ngùng, bỡ ngỡ của em khi mới bước vào ngôi trường này đã biến mất. Em đã có thể vui đùa trò chuyện cùng với các bạn của mình. Về việc học thì ngoài những giờ học kiến thức ở trên lớp,
bọn em còn được tham gia rất nhiều những hoạt động trải nghiệm và khóa vô cùng thú vị. Vậy nên đối với chúng em, học kỳ 1 trôi qua rất nhanh ạ. Mình tên là Trần Thị Thanh, học sinh lớp 11A6 trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan. Năm học 2022-2023 vừa rồi là một năm học thực sự vô cùng ý nghĩa đối với không chỉ riêng bản thân mình mà còn với tất cả các bạn học sinh học tập tại ngôi trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan. Mình thấy năm vừa rồi chúng mình được tham gia rất nhiều hoạt động, như là chúng mình được tổ chức lễ hội mùa xuân, một lễ hội vô cùng ý nghĩa để lại trong chúng mình rất là nhiều những kỷ niệm. Hay là chúng mình còn được một ngày trải nghiệm làm lính cứu hỏa tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Và hơn thế nữa thì mình thấy trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan của chúng mình ngày càng giàu có và ngày càng hướng tới những lợi ích của học sinh hơn, bằng việc là trường chúng mình đã cho xây dựng và khánh thành sân bóng cũng như tổ chức được một không gian thư viện đẹp như thế này. Mình cảm thấy rất tự hào về trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan. Xin chào, mình là Hoàng, hiện đang học tại lớp 12A3. Đối với khối học sinh khối 12, thời gian thật sự trôi qua quá là nhanh. Về một cái đã hết một học kỳ. Mặc dù lớp 12 không tham gia nhiều hoạt động, nhưng luôn là khán giả trung thành với các hoạt động của các em khối 10, khối 11. Và cũng được các em truyền cảm hứng và năng lượng rất nhiều thông qua các hoạt động ấy. Nửa năm học đã kết thúc, chúng mình đều có chung cảm xúc vừa áp lực vừa buồn. Áp lực vì sắp phải đối mặt với một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Còn buồn là sắp phải rời xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè. Cảm ơn câu lạc bộ truyền thông đã phỏng vấn mình và cũng cho mình một cơ hội để gửi một tâm sự tới bố mẹ trong thời điểm này. Thầy cô và bố mẹ thân mến, con xin thay mặt các bạn học sinh khối 12 xin hứa sẽ cùng nhau cố gắng trong học kỳ 2. Và con cũng mong rằng thầy cô, bố mẹ hãy đồng hành và dõi theo chúng con để những ngày, những tháng chúng con còn được học dưới mái trường Trần Văn Lan là một khoảng thời gian thật ý nghĩa. Trần Văn Lan, trường của chúng em. Mỗi ngày, mỗi tháng được học tập và trải nghiệm dưới mái trường Trần Văn Lan sẽ trở thành những khoảnh khắc tươi đẹp của thanh xuân. Đó cũng chính là mong mỏi của tất cả chúng con. Kính thưa thầy cô và cha mẹ, vậy là chúng con đã đi được một nửa hành trình của năm học 2023-2024. Nhìn lại những gì đã trải qua, chúng con thật hạnh phúc và tự hào. Tự hào về chính mình và tự hào về ngôi trường mà mình đã chọn để gửi gắm một phần thanh xuân. Và chúng con nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, thêm yêu và thêm gắn bó với mái nhà Trần Văn Lan. Chúng con háo hức và mong chờ những trải nghiệm tiếp theo cùng thầy cô và bạn bè ở mái trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan trong học kỳ 2 sắp tới. Học kỳ 1 đã kết thúc, cũng là lúc để khép lại năm 2023 để bước vào một mùa xuân mới, xuân Giáp Thìn. Chúng con xin kính chúc các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh và đại gia đình Trần Văn Lan một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Yêu thương ấm no, nhưng muốn nơi cùng nhau trở về sum vầy.